hay là tỉnh nào. Mọi thắc mắc của các anh chị nếu như có thì các anh chị xin liên hệ với tôi qua địa chỉ email là tobinhminh@gmail.com, và những cái tài liệu có liên quan đến môn học thì các anh chị có thể nhận trực tiếp từ trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các anh chị cũng có thể lên cái trang web của cá nhân tôi là tobinhminh.com, vào cái mục giáo trình các anh chị có thể có được những tài liệu cần thiết. Nội dung của môn học này sẽ gồm có 3 chương. Chương 1 giới thiệu chung về đàm phán, cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung nhất về đàm phán và đặc biệt là đàm phán trong kinh doanh. Chương thứ 2 chúng ta sẽ tìm hiểu cái quá trình đàm phán để có thể quản lý được quá trình đàm phán này một cách tốt nhất. Chương 2 sẽ giới thiệu cho chúng ta quá trình đàm phán bao gồm những giai đoạn nào, tầm quan trọng của những giai đoạn đó, những công việc cần phải thực hiện trong các giai đoạn và những kỹ năng, những lưu ý khi thực hiện những công việc đó. Chương thứ 3 giới thiệu cho chúng ta cái yếu tố văn hóa trong đàm phán kinh doanh quốc tế. Một cái rào cản lớn nhất trong đàm phán đó là rào cản về văn hóa. Và hiện nay với cái xu hướng hội nhập như hiện nay thì chúng ta ngày càng làm việc nhiều hơn với các đối tác nước ngoài và họ có những cái nền văn hóa khác hoàn toàn với chúng ta, thì chúng ta cần phải có những lưu ý gì. Trong chương 1 chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung như sau. Khái niệm đàm phán là gì? Có những loại đàm phán nào? Các hình thức đàm phán và những lưu ý khi sử dụng những hình thức đàm phán đó. Và vấn đề cuối cùng là những lỗi thông thường trong đàm phán. Đàm phán sẽ được hiểu một cách rất đơn giản. Nó là một cái quá trình mà trong đó giữa hai hay nhiều bên họ trao đổi những hàng hóa dịch vụ với nhau và họ nỗ lực đạt tới sự thỏa thuận về giá cả của sự trao đổi này. Các anh chị thử ngẫm lại xem mình đã từng trao đổi cái hàng hóa dịch vụ với người khác chưa? Chúng ta đã từng trao đổi một cái gì đó với người khác chưa? Và chúng ta có nỗ lực đạt tới giá cả của cái sự trao đổi đó hay không? Một cái định nghĩa thứ hai về đàm phán. Đàm phán là phương tiện để đạt được cái mà chúng ta mong muốn từ người khác. Đây là quá trình giao tiếp có đi có lại nhằm đạt được thỏa thuận. Trong khi giữa các bên có những quyền lợi, mặc dù nó mang tính đối kháng, nhưng những quyền lợi này vẫn có thể chia sẻ được với nhau. Đó là đàm phán. Và đến đây chúng ta lại tự hỏi mình xem, chúng ta đã từng mong muốn một cái điều gì đó từ người khác hay chưa? Thì chắc chắn là có. Chúng ta không thể tự thỏa mãn được tất cả những cái nhu cầu của mình, mà chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của người khác. Chúng ta đã từng giao tiếp với người khác để nhằm tìm kiếm thỏa thuận với họ hay chưa? Và có khi nào chúng ta có những cái quyền lợi mặc dù nó mang tính đối kháng nhưng nó vẫn có thể chia sẻ được với nhau hay không? Thì tôi nghĩ chắc chắn là các anh chị sẽ đều có câu trả lời là có. Như vậy chúng ta đã đàm phán hay chưa? Câu trả lời đây chắc chắn sẽ là gì? Tất cả chúng ta đều đã, đang và sẽ tiếp tục đàm phán. Đàm phán là một cái hoạt động hết sức bình thường, vẫn diễn ra xung quanh chúng ta, vẫn diễn ra hàng ngày. Một đứa bé mới được sinh ra nó chưa biết nói, nhưng nó có biết đàm phán không? Nó đàm phán bằng cách nào? Chắc chắn nó sẽ đàm phán bằng cách nó khóc, nếu như nó muốn người mẹ cho nó bú. Nó tè ra cái chỗ nó nằm, nó thấy khó chịu, nó cũng giãy giụa, nó đạp và nó khóc để cho người lớn phải thay đổi cái tình trạng cho nó một cách tốt hơn. Nó cũng biết đàm phán. Và như vậy đàm phán là cái hoạt động chúng ta vẫn thường thực hiện. Chúng ta có thể đàm phán trong gia đình. Trong gia đình chúng ta đàm phán với vợ chồng, con cái, anh chị em. Chúng ta có thể đàm phán trong công sở, rồi với đồng nghiệp, đàm phán trong trường học với bạn bè, và ra ngoài đường chúng ta cũng có thể đàm phán. Chúng ta đàm phán với những người bán hàng, và thậm chí các anh chị đi sai luật giao thông, bị anh cảnh sát giao thông anh chặn lại, chúng ta cũng xuống xe và chúng ta cũng đàm phán với anh ta. Đây là một cái định nghĩa khá đầy đủ về đàm phán, và định nghĩa này trích từ một cái cuốn sách gọi là Getting to S.
Cuốn sách này do tác giả, hai tác giả là giáo sư tiến sĩ Roger Fisher và tiến sĩ William Urey, là từ trường Đại học Harvard của Mỹ. Cuốn sách này là cái cuốn sách bán chạy nhất về đàm phán từ trước đến nay, mà chúng ta có thể nhìn thấy tác giả Roger Fisher. Ông này là cha đẻ của một cái trường phái đàm phán mà người ta gọi là đàm phán nguyên tắc. Khi người ta nói đến marketing hiện đại, người ta nói đến ông nào? Cha đẻ của marketing hiện đại đó là Philip Kotler. Nói đến năng lực cạnh tranh, người ta nói đến ông Michael Porter. Nhưng nói đến đàm phán là người ta nói đến Roger Fisher. Có một số ảo tưởng về đàm phán. Ảo tưởng tức là những cái mà người ta suy nghĩ, người ta nghĩ rằng nó là như thế nhưng nó lại không thực tế, không đúng với trong thực tế. Người ta tưởng tượng ra, người ta lầm tưởng về nó. Ảo tưởng đầu tiên đó là người đàm phán giỏi là do bẩm sinh. Nhiều người nghĩ rằng người ta đàm phán giỏi bởi vì đó là trời phú cho người ta cái năng khiếu đàm phán. Và mình không được trời phú cho cái năng khiếu này thì mình không thể nào đàm phán tốt được. Mình không thể trở thành một nhà đàm phán giỏi được. Nhưng thực ra cái kỹ năng đàm phán chúng ta có thể rèn luyện, chúng ta có thể học tập được. Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Người ta nghĩ rằng người đàm phán phải dựa vào kinh nghiệm. Còn nếu anh không có kinh nghiệm thì anh không thể đàm phán tốt được. Nhưng thực ra kinh nghiệm là những cái mà người ta đã trải qua. Nhưng mà có những cái kinh nghiệm đúng và cũng có những cái kinh nghiệm sai. Vì vậy nếu như chỉ dựa vào kinh nghiệm, có thể là kinh nghiệm đó là kinh nghiệm sai. Và đôi khi có những người mặc dù cái thời gian đàm phán rất ít nhưng mà họ tự nghiên cứu, họ tự rèn luyện. Họ vẫn học được kinh nghiệm của những người khác, những cái bài học tốt của những người khác. Ảo tưởng thứ ba, người đàm phán tốt là người chấp nhận rủi ro. Người ta nghĩ rằng muốn đàm phán tốt thì phải biết chấp nhận rủi ro, phải liều. Thì đây là một cái quan niệm sai lầm, một cái ảo tưởng về đàm phán. Người đàm phán tốt phải là người biết lường trước những rủi ro có thể xảy ra, tìm cách ngăn chặn nó. Và nếu như nó xảy ra thì đã có những cái phương án dự phòng để thay thế, hoặc là để những phương án để khắc phục và tối đa, hạn chế tối đa cái tổn thất của nó. Người đàm phán tốt tin vào trực giác. Người ta nghĩ rằng phải dựa vào trực giác để ra quyết định mới là tốt. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng điều này hoàn toàn sai lầm. Trực giác nó có thể đánh lừa chúng ta. Một trong những cái rào cản cho người đàm phán đó là cái cảm tính, cái trực giác của họ. Đàm phán rất khó khăn chứ không dễ dàng. Vì sao? Vì trong quá trình đàm phán người ta gặp phải rất nhiều cái rào cản. Trong một số các cái, trong những cái khóa huấn luyện về kỹ năng đàm phán mà chúng tôi có tham gia tổ chức cho các doanh nghiệp, thì chúng tôi có yêu cầu các học viên chia ra thành từng nhóm và đưa cho họ những cái tình huống để họ đàm phán thử với nhau trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi học. Sau một tiếng đồng hồ, các nhóm đàm phán với nhau và tôi yêu cầu các nhóm hãy viết ra những nội dung mà họ đã thỏa thuận được với nhau. Thì kết quả là phần lớn các nhóm không thỏa thuận được một cái nội dung gì hết, không đạt được một thỏa thuận đấy. Và một vài rất ít nhóm có đạt được một cái thỏa thuận, nhưng thỏa thuận đó lại là thỏa thuận không đầy đủ, không hoàn chỉnh, chỉ có rất ít nội dung. Và khi đó chúng tôi mới đặt ra câu hỏi cho các nhóm: vì sao các anh chị không đạt được thỏa thuận? Thì từng người, từng nhóm phát biểu để thấy được những cái rào cản, những cái khó khăn trong đàm phán. Thì những cái rào cản đó có thể tập trung vào ba loại, có thể phân chia ra làm ba loại, ba chữ P trong tiếng Anh. Cái chữ P thứ nhất là problem, là cái vấn đề được đàm phán, nó phức tạp và người ta nhận thức nó không giống nhau,
cũng như là cái tầm quan trọng của vấn đề đó không giống nhau đối với các bên. Cái vấn đề thứ hai là cái process, cái loại rào cản thứ hai là process, là cái quy trình đàm phán không thích hợp. Và cái loại rào cản thứ ba là people, tức là con người. Những người tham gia vào đàm phán ấy, họ không hiểu nhau, họ truyền đạt cho nhau không hiệu quả, họ không tin tưởng lẫn nhau. Thì trong ba vấn đề này chúng ta thấy rõ ràng vấn đề nào quan trọng nhất. Chắc là các anh chị nhìn vào cái bánh xe lớn nhất thì các anh chị sẽ thấy nó là quan trọng nhất. Đúng vậy, con người là yếu tố quyết định. Bởi vì cái vấn đề cũng do con người nhận thức, và cái quy trình để sự giải quyết vấn đề đó cũng do con người lựa chọn và sử dụng nó. Vậy phần lớn những rào cản nằm trong ba loại này nó đều có nguồn gốc xuất phát từ con người. Các bên tham gia vào đàm phán truyền đạt không hiệu quả. Họ không tin tưởng lẫn nhau, họ không hiểu biết lẫn nhau, hoặc là thậm chí là họ hiểu sai những cái ý định của nhau, những cái thông tin cung cấp. Chính vì vậy mà cái kỹ năng truyền đạt là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với một nhà đàm phán. Nếu anh truyền đạt không tốt, không làm cho người khác hiểu được mình, và mình cũng không thể hiểu được người khác, thì điều đó có nghĩa là cuộc đàm phán sẽ đi vào bế tắc. Sự phức tạp của nhận thức. Con người hơn con vật ở chỗ là có nhận thức, nhưng cái nhận thức của con người lại rất phức tạp. Cùng một sự vật, cùng một hiện tượng mà những con người khác nhau, họ nhận thức hoàn toàn khác nhau. Tôi xin lấy một ví dụ về cái nhận thức của con người là rất khác nhau. Chúng ta hãy nhìn vào một cái, chúng ta tưởng tượng có một cái hình chóp nằm trong một cái hình hộp, và có hai người đứng ở hai vị trí khác nhau, họ quan sát hình chóp này. Người đứng ở bên cạnh chắc hẳn là họ sẽ nhìn thấy hình gì? Họ thấy đó là một hình tam giác. Anh này anh nói tôi nhìn thấy một hình tam giác bởi vì rõ ràng nó có ba góc, ba đỉnh và ba cạnh. Còn cái người đứng ở phía trên họ nhìn xuống, họ lại nói đây không phải là hình tam giác mà đây là hình tròn. Tôi thấy nó tròn vành vạnh, làm sao mà tam giác được? Người này cũng chính mắt mình nhìn thấy hình tam giác, người kia lại chính mắt tôi nhìn thấy hình tròn. Như vậy cùng một vật nhưng người ta quan sát thấy khác nhau bởi vì người ta đứng ở những vị trí khác nhau. Một ví dụ thứ hai để chúng ta thấy là sự phức tạp của nhận thức. Đây là một cái ly nước. Nhìn vào cái ly nước này, có người nói ly nước này nó cạn một nửa. Người khác lại nói không, ly nước này nó đầy một nửa. Cạn một nửa cũng đúng và đầy một nửa cũng đúng. Nếu như người ta nhìn thấy cái phần ly nước nó thiếu thì người ta nói nó là cạn một nửa. Còn người ta nhìn thấy cái phần ly nước nó có thì người ta sẽ nói ly nước này đầy một nửa. Cũng giống như chúng ta đánh giá một con người, chúng ta nhìn vào cái năng lực mà con người đó có hay là nhìn vào cái năng lực mà con người đó không có thì chúng ta sẽ đánh giá con người này. Một khó khăn nữa trong đàm phán đó là nhu cầu đối với những phản hồi khẳng định. Con người chúng ta khi đưa ra một cái thông tin và chúng ta mong muốn nhận được nhu cầu của phía bên kia, đó là cái chúng ta muốn nhận được cái phản hồi của phía bên kia, phản hồi đó phải là một phản hồi mang tính khẳng định. Ví dụ tôi đưa ra một ý kiến và tôi hỏi các anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không? Thì mong muốn của tôi sẽ nhận được, tôi luôn luôn có một cái nhu cầu là nhận được một câu trả lời là có, tôi đồng ý với ý kiến của anh. Nhưng mà rõ ràng để nhận được một cái phản hồi như thế không phải là dễ dàng. Khi tôi hỏi phía bên kia là các anh có đồng ý với ý kiến của tôi không? Thì bên kia họ có thể trả lời là không, tôi không đồng ý. Hoặc là họ cũng có thể trả lời là có thể đồng ý, có điều tôi đồng ý và cũng có những điều tôi chưa đồng ý. Rõ ràng những cái phản hồi đó là những phản hồi mang tính phủ định hoặc là nó không rõ ràng, nó chung chung, nó mập mờ.
Rào cản tiếp theo nữa cũng liên quan đến con người, đó là do những cảm tính và trực giác của con người. Con người chúng ta đưa ra quyết định đôi khi dựa vào cảm tính, dựa vào trực giác. Dân gian của chúng ta có câu là gì? Yêu ai thì yêu cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Khi chúng ta đã quý ai, chúng ta đã mến ai, thì chúng ta thấy cái gì của họ cũng tốt, cũng đẹp. Điều gì họ nói ra cũng đáng tin. Nhưng nếu như chúng ta không thích họ, không có cảm tình với họ, hoặc thậm chí thù ghét họ, thì chúng ta nhìn thấy cái gì của họ cũng xấu. Điều gì họ nói ra cũng đáng nghi ngờ hết. Ví dụ như là tôi thích một người thì tôi nói là đây là một con người hiền hậu, chân chất, chất phác. Nhưng mà tôi không thích người đó thì tôi đã nói là người này sao phù khờ, chậm chạp. Tôi thích một ai đó thì tôi nói là anh này anh ấy năng động, sáng tạo, linh hoạt. Nhưng mà tôi không thích thì tôi sẽ nói anh ta là con người làm ăn rất tùy tiện, rất vô nguyên tắc. Bạ đâu làm đó. Đó là rào cản trong đàm phán.